Thì hôm nay tôi xin bắt đầu bằng bản nhạc là How I Can Tell Her. Để thứ nhất là tôi thanh thanh. Và sau đó xin phú hiếp quý vị một bản nhạc như thế. Tôi luôn vui. Cảm ơn anh Long. Yếu vậy cái gì?
khách của em, người nào lên đây một có phiếu hết á, chưa bao giờ ai được tập với ai, với Tân hay với em hay gì chơi mà hát là hát thôi. Nghĩ rằng mình bắt đầu sớm thì mỗi người được hai bài, cái đó cũng hên xui, có khi được có khi không, nhưng mà mình cũng xin được phép bắt đầu quý vị nhé. Để bắt đầu chương trình, em xin mời anh Hùng với một nhạc phẩm rất là